Kênh Quân sự Việt Nam xin gửi đến quý vị và các bạn phần thứ 3, những trận đánh trên sườn dốc. Bình minh ngày 22 tháng 6 năm 1967 mang theo sương mù dày đặc và những đám mây thấp đến khu vực Đắc Tô. Sẽ không có chiếc trực thăng nào của Lữ 173 có thể cất cánh được cho tới khi mặt trời lên cao xua tan mây mù. Hai đại đội của tiểu đoàn 2/503 trên cao điểm 1338 sôi nổi hẳn lên. Các tán cây rừng kín mít khiến cho ánh sáng ban mai trở nên mờ mịt, tầm nhìn giảm xuống vài mét. Điều này đã có ảnh hưởng chết người đối với một người lính của đại đội Jack Lee. Một tay lính mới chết tiệt, binh nhất Jimmy Lee Cook, bước ra ngoài chu vi phòng thủ đại đội để đi tè. Anh chàng không nói cho ai biết việc mình đi ra. Khi xong việc và quay về chu vi phòng thủ thì một lính gác đang căng thẳng phát giác bóng anh ta đang di chuyển trong đám cây cối. Tay lính gác lại nghĩ anh này là lính Bắc Việt và xả một loạt M16. Khi người lính gác cùng với tiểu đội trưởng tiến ra để xem xét thì họ mới nhận ra sai lầm khủng khiếp này. Đại úy Leonard rất buồn phiền khi quân của mình chết, và điều đó xảy ra là do sự bất cẩn. Giờ thì anh đã có thêm xác chết thứ nhì cần phải giải quyết. Anh chẳng thể biết bao lâu mới có trực thăng tới và mang mấy cái xác đi. Leonard gọi điện đài báo tình hình cho trung tâm hành quân TOC, rồi chuẩn bị cho một ngày đi tuần tiễu của đại đội. Tại nơi đóng quân giã ngoại của đại đội Alpha, trung sĩ William Nicol, 21 tuổi, người Long Island, New York, thức dậy buổi sáng mà lòng đầy lo lắng bồn chồn. Là một lính cũ cứng cựa tới Nam Việt Nam từ hồi tháng 2. Nicol đã nhảy dù cùng đại đội Alpha trong chiến dịch Junction City và cùng đơn vị lên Đắc Tô này. Trong mấy tháng qua, anh là trinh sát hỏa lực cho mấy khẩu cối 81 ly của đại đội đi cùng trung đội 2. Tối hôm trước, trung đội phó trung đội hỏa lực đã gọi anh trở về lại trung đội. Anh đã đi cùng trung đội 2 quá lâu và cần phải được thay thế. Vẻ bồn chồn của Nicol buổi sáng đã khiến cho một người bạn phải chú ý. Anh này hỏi, sao thế, trung sĩ? Tao chẳng biết, chỉ cảm thấy có gì đó không ổn. Bình tĩnh nào, anh kia khuyên, cậu quá hoảng hốt rồi đó. Chắc là do ở cùng mấy trung đội tuyến đầu quá lâu đây. Nicol quay lại chuẩn bị trang bị, cố nén căng thẳng lại. Cách đó một quãng ngắn, một thành viên khác trong trung đội hỏa lực cũng đang gói ghém ba lô. Binh nhất Jostia, một gã ba gai 19 tuổi quê ở Minneapolis. Khi còn bé anh ta luôn gây rắc rối, năm 15 tuổi thì thôi học bỏ nhà đi hoang, rồi tới ở California. Anh ta làm những việc linh tinh ở đó một thời gian rồi lại về nhà. Rốt cục anh lại gây ra rắc rối nhưng lần này thì phải đối mặt với nhà tù. Vị thẩm phán hứa sẽ tha tội cho Stia nếu anh chịu nhập ngũ. Anh đã đồng ý. Tháng 3 năm 1967, anh tới Nam Việt Nam và về đại đội Alpha. Một số thành viên trong trung đội hỏa lực nhận xét Stia là một anh chàng danh mãnh. Anh ta cũng vậy. Anh không khoái súng cối và muốn sang một trung đội súng trường. Stia cũng không hề giấu giếm mọi người về ý định đó. Đêm trước, khi được nghe họ sẽ về lại Đắc Tô theo đúng tuyến đường đã đi qua mấy bữa trước, Stia không sao tin được. Đám lính lác đều tin rằng có nên sử dụng lại các lối mòn. Kẻ thù xảo quyệt thường hay cài mìn bẫy hay tổ chức phục kích dọc theo chúng. Stia và bạn bè đã trải qua một đêm tệ hại khi cứ lo nghĩ tới những khổ ải sẽ phải chịu ngày hôm sau. Thực ra thì đại úy Minton chỉ có ít sự lựa chọn về tuyến đường hành quân cho đại đội. Triển cao điểm họ đang đóng quân có hai bên toàn là dốc, bị cây cối rậm rịt bao phủ. Bất cứ con đường nào khác cũng sẽ phải mất nhiều ngày mới vượt qua được. Minton giao vị trí xích hầu cho trung đội 2 của trung úy Rutsch. Tiếp theo đó là trung đội 3 của trung úy Hút, đại đội bộ của Minton sẽ theo sau. Sau họ là trung đội hỏa lực. Trung đội 1 của trung úy Sexton được giao nhiệm vụ giải CS lên chỗ đóng quân và bãi đáp, rồi sẽ đi đoạn hậu. Trung úy Rút đã xuất phát lúc 6 giờ 25 phút. Khi phần đuôi trung đội của anh ta đã xuống cao điểm và mất dạng trong rừng, Hút mới cho trung đội đi tới. Lính của trung đội hỏa lực, cả thảy 18 người, ngồi dọc theo đường mòn đợi tới lượt mình di chuyển. Trung đội của trung úy Sexton đã đeo mặt nạ phòng độc vào và bắt tay vào giải chất CS quanh bãi đáp. Khi trung sĩ Nicol vừa mới đứng dậy thì nghe có tiếng súng trường nổ đanh phá tan sự yên tĩnh buổi sáng. Tiếng súng nổ vẫn tiếp tục hơn 10 giây nữa rồi mới chịu ngừng. Lúc đó là 6 giờ 58 phút. Đại úy Minton lấy điện đài gọi Wood. Viên trung úy trẻ báo cáo tiểu đội dẫn đầu của anh đã vấp phải từ 10 đến 15 lính Bắc Việt đang theo đường mòn tiến thẳng tới chỗ bọn họ. Bộ đội bắn trước và đã bắn trúng một số lính của Rút. Anh ta không nắm được có bao nhiêu người bị dính đạn, có ai bị thương nặng hay không. Rút cùng những lính còn lại đang thiết lập chu vi phòng thủ.
Khi binh Nhất Tiên nghe ai đó bảo tiếng súng chỉ là của toán trinh sát trung đội 2 mà thôi, anh liền đốp lại ngay vớ vịn. AK-47 bắn đó, tiếng nổ đặc trưng của súng M16 cũng có thể nghe thấy, vậy là trung đội 2 đang bắn trả. Sau khi ngắt cuộc gọi với Rút, Minton điện báo về trung tâm hành quân tiểu đoàn. Anh báo cáo việc đụng độ cho đại úy Ken Smith, trung tá Patton và cấp phó của ông này là thiếu tá Glenn Watson đang cùng có mặt tại trung tâm. Trong khi Patton và Smith chấm tọa độ để gọi pháo binh yểm trợ, thì Watson duy trì liên lạc với Minton. Thiếu tá Watson cũng không phải quá lo âu. Dường như đại đội Alpha đã kiểm soát được tình hình. Ông khuyên đại úy Minton cứ đánh mạnh lên và thường xuyên báo cáo về. Trên cao điểm 1338, đại úy Minton quay sang trưởng toán cứu thương của mình là Richard Patterson. Anh nói, Đốc, dưới kia đang cần lính cứu thương đó. Thoạt đầu Patterson định điều một lính cứu thương khác đi, nhưng rồi lại thôi. Chết tiệt, anh tự nhủ, mình sẽ tự đi vậy. Patterson bắt đầu chạy xuống con đường mòn trơn nhẫy. Anh đã có gần 2 năm trong quân ngũ dù mới chỉ 18 tuổi. Sinh ra trong một khu phố nghèo khổ của Boston, anh thấy môi trường quân đội là cơ hội để đổi đời. Tháng 9 năm 1965, khi vừa 17 tuổi, anh nhập ngũ với thời gian là 4 năm. Hy vọng có thể học lấy một nghề trước khi trở về đời sống dân sự. Giờ anh đang chạy lắt léo trên một con đường rừng lầy lội, hướng về phía tiếng súng bắn. Anh mau chóng vấp phải một lính cứu thương khác, đang nằm dọc đường, cả hai tay đều trúng đạn. Một thiên binh khác đang chăm sóc cho người lính cứu thương nên Patterson càng trở nên vội vã. Lúc này thì trung úy Rút đã theo đường mòn lùi lại khoảng 75 mét tới một chỗ rừng trống và hội quân với trung úy Hút. Cả hai cùng thiết lập một trận địa phòng thủ hình chữ V, quân của Rút bên trái, của Hút bên phải. Các lính dù tìm chỗ ẩn nấp và bắn trả vào những kẻ địch vô hình. Patterson nhào vào cái vị trí chỉ rộng khoảng 15 mét bề ngang. Lính tráng nằm rải rác khắp nơi. Một số thì bắn, những người khác điên cuồng căng mắt tìm kiếm trên bức tường cây rậm rạp trước mặt, những dấu hiệu bộ đội Bắc Việt đang tiếp cận. Ngay sau đó có một tiếng thét khủng khiếp từ chỗ đường mòn lan xuống. Patterson sợ cứng người lại. Ít giây sau, một lính dù hoảng loạn, không có súng lao vào khoảng rừng trống. Trong mắt anh lộ rõ vẻ khiếp hãi tột cùng. Anh ta vừa la hét vừa tiến tới chỗ trung úy Hút, nước mắt lăn dài trên má. Anh ta gào lên, tao giết mày, đê mẹ mày, tao sẽ giết mày. Hút đứng lặng, chẳng biết xử trí ra sao nữa. Rồi một hạ sĩ quan tóm lấy gã trai trẻ đã hóa dại và vật ngã anh ta xuống đất. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Patterson tự hỏi. Trước khi anh có thể hiểu được nguyên nhân gây ra sự bột phát của người lính, thì cả khoảng rừng trống nhỏ bé tràn ngập tiếng lựu đạn nổ, tiếng súng bắn tứ tung. Patterson và những người khác vội mọp xuống sát đất. Cách đó quãng ngắn, có một lính dù bị bắn trúng bụng, ruột đổ xuống đất thành đống bốc hơi nghi ngút. Patterson cùng một lính cứu thương nữa bò đến chỗ nạn nhân. Hai người quỳ bên cạnh, liều lĩnh cố nhét ruột vô lại và băng bó vết thương cho người lính. Tiếng súng cá nhân gia tăng cường độ. Đạn AK-47 bay víu víu qua đầu hai anh lính cứu thương. Patterson đang nghiêng người nói thì người lính cứu thương kia bỗng giật nảy lên. Patterson thấy mắt bạn cứ chằm chằm nhìn mình trong khi một tia máu dài phun ra từ cổ. Một viên đạn AK-47 đã bắn trúng cổ người lính cứu thương. Trong khi Patterson vẫn đang kinh hoàng dương mắt nhìn, người lính đổ về phía trước, máu phun thành vòi, rồi chết. Patterson đẩy xác bạn qua bên và quay lại cứu chữa người thương binh kia. Tại sở chỉ huy đại đội ở phía sau, đại úy Minton báo cho trung tâm hành quân biết tọa độ của mấy trung đội đang bị ghim chặt. Anh muốn pháo binh dập ngay xuống phía trước mặt các trung đội đó. Chỉ ít phút sau những trái đạn pháo 105 ly của tiểu đoàn 3, trung đoàn 319 pháo binh đã rời khỏi nòng. Trong rừng rậm nhiệt đới, pháo binh có vẻ không được hiệu quả cho lắm. Hầu như không thể hiệu chỉnh đường đạn chính xác do tầm nhìn hạn chế mà còn do đạn pháo có xu hướng nổ trên ngọn cây cao, làm mảnh đạn tản mát và trở nên vô hại. Ngoài ra bộ đội Bắc Việt biết Đại Bắc không thể bắn quá gần quân của nó. Địch lợi dụng ngay sự thận trọng này bằng cách di chuyển vào gần lính dù nhất có thể, bám chặt lấy tuyến phòng thủ của quân Mỹ. Và thế là pháo binh Mỹ rót xuống vô ích phía sau lưng quân địch. Khi nghe thấy có tiếng đụng độ, trung úy Sexton liền đưa trung đội mình xuống tới vị trí của Minton. Thấy cường độ đọ súng dưới chân cao điểm tăng lên, Minton lệnh cho Sexton điều một tiểu đội, mang theo thật nhiều đạn tiến súng đó. Sexton đã gửi đi 4 lính và một xạ thủ M60. Không thấy họ quay về. Trong khoảng rừng trống, Specialist Patterson làm việc tất bật không ngơi tay với số thương binh tử sĩ.
chỉ có anh và một lính cứu thương nữa là còn làm việc được. Cả hai cùng bỏ sát đất hết mức có thể, di chuyển từ ca thương vong này tới ca thương vong khác. Những tiếng kêu cứu thương ai oán xen lẫn với tiếng ầm ầm của súng M16, AK-47 và đạn pháo. Để áp sát mặt đất càng nhiều càng tốt, Patterson đẩy cái túi y tế ra phía trước mặt khi di chuyển. Bỗng nhiên mu bàn tay phải đau nhói khiến anh phải dừng lại. Một viên đạn địch đã xé toạc tay anh, sâu đến tận xương. Anh không kịp có thời gian để xem xét vết thương vì bất ngờ có một tiếng nổ ầm phía sau lưng. Một quả lựu đạn phát nổ ngay cạnh chân phải của anh. Mảnh của nó ghim vào mắt cá và cắt đứt gân gót chân phải của Patterson. Anh cảm thấy chân mình như đã bay mất. Anh đành nằm yên, cắn răng chịu đau. Tại trung tâm hành quân tiểu đoàn, các báo cáo của Minton làm ban chỉ huy càng lúc càng lo lắng. Sự gia tăng nhanh chóng hỏa lực của đối phương khiến Patton và Watson bị thuyết phục đây không phải là đụng độ bình thường. Từ trung tâm hành quân cũng có thể nghe thấy tiếng súng bắn tuy không rõ lắm. Rõ ràng có một cái gì đó lớn lao sắp xảy ra. Trung tá Patton lôi đại úy Smith và thượng sĩ nhất Roger tới chỗ trực thăng đậu. Ông muốn bay trên khu chiến ngay khi thời tiết cho phép để phối hợp pháo binh và không kích đang kêu tới. Thiếu tá Watson ở lại trung tâm hành quân trực điện đài. Trở lại cao điểm 1338, hai trung đội đang bị ghìm chặt vẫn cầm cự. Hỏa lực đối phương đã trùng xuống bớt và lính dụ có thể nghỉ ngơi chút ít. Sau đó, lúc 8 giờ 10 phút, Specialist Patterson nghe ai đó phía trước thét lên, chúng nó tới. Vừa nghe xong thì đạn lại bắn ầm ầm ngay. Quân địch tiến lên cao điểm thực hiện tấn công vỗ mặt vào chu vi phòng thủ. Rừng rậm rạp khiến các thiên binh chỉ nhìn thấy loáng thoáng những kẻ tấn công. Nhưng các chớp lửa của súng AK-47 thì thấy rất rõ. Những khẩu M16 và M60 khạc ra cơn mưa đạn dữ dội đáp trả. Lính dù chặn quân tiến công lại, theo như ước lượng của Hút báo cho đại úy Minton thì đối phương có quy mô trung đội. 30 phút sau cuộc tấn công lại được nối lại. Trung tá Patton cùng với các tùy tùng lúc này đã bay trên đầu khu chiến. Chỉ mất vài giây Patton đã học được một bài học về thực tiễn chiến đấu ở Tây Nguyên. Những tán cây rừng rậm rạp khiến cho viên chỉ huy dù không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trên mặt đất. Ông không làm sao biết được quân của Minton đang ở đâu và lính Bắc Việt ở chỗ nào. Chỉ còn biết căn cứ và tọa độ do rút hoặc là hút cung cấp qua lời đại úy Minton. Dựa trên những thông tin trên, Patton gọi một phi vụ không kích. Để gọi máy bay phản lực, pháo binh sẽ phải chuyển làn vào lúc máy bay tới trên khu vực. Không ai nghĩ tới việc liệu có nên sử dụng tới không kích hay là không. Bởi vì không kích thì có chính xác bằng pháo kích và bộ đội Bắc Việt lại biết rằng nếu càng áp sát một đơn vị quân đồng minh thì sẽ càng an toàn hơn. Thiếu tá Watson hiểu điều này. Khi lệnh điều máy bay tới tai, ông nghĩ đây là một sai lầm. Thế nên khi có lệnh cho pháo chuyển làn, ông liền cự tuyệt. Tướng D lúc này đã tới khu vực, nhảy vào tần số của tiểu đoàn. D nghiêm lệnh cho Watson, cho pháo chuyển làn ngay. Từ 8 giờ đến 8 giờ 25 phút, các máy bay phản lực thả bom xuống phía đông triển cao điểm. 10 phút sau trực thăng vũ trang Huey tới hiện trường. Để đánh dấu vị trí chu vi phòng thủ của các trung đội cho hỏa lực yểm trợ tầm gần của máy bay trực thăng, các trung úy rút và hút cho quân ném lựu đạn khói. Một thực tiễn khác khi tác chiến ở Tây Nguyên lại lộ rõ. Rừng rậm khiến cho khói bị phân tán quá mức, nên trực thăng vũ trang không thể định vị chính xác vị trí của lính dù. Tác động trên mặt đất thì thật là thảm hại. Các cột khói đã báo cho bộ đội Bắc Việt biết vị trí của quân Mỹ. Specialist Patterson nhận thấy hỏa lực súng cá nhân ngay lập tức gia tăng cường độ. Ít giây sau, đạn cối Bắc Việt bắt đầu rót xuống chu vi phòng thủ, gây cho phía Mỹ thương vong nặng. Lẫn giữa những tiếng kêu la cứu thương, Patterson còn nghe thấy đám lính dù gào lên, đừng ném khói nữa, đừng ném khói. Nhưng đã quá trễ, quân Bắc Việt đã định vị chính xác vị trí của họ. Trong khi trực thăng vũ trang vẫn đang bắn đùa vào rừng cây quanh đó, bộ đội Bắc Việt tổ chức tấn công với số lượng đông đảo. Vào lúc đó trung úy rút được gọi về cho Minton, Six, chúng tôi đang phải chống đỡ một cuộc tiến công từ nhiều hướng. Bọn tôi chẳng có gì che chắn cả, phải có tới hơn 100 thằng mọi đang ùa đến. Minton chưa kịp đáp lời thì đã nghe thấy tiếng súng M16 nổ vang trong tai nghe. Anh bắt đầu tự hỏi liệu hai trung đội kia có chống nổi không. Họ đã đụng độ gần 2 tiếng đồng hồ và việc này vẫn chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc. Lỡ kẻ thù kéo tới đông hơn thì sao? Minton sẽ phải làm một cái gì đó. Anh quay sang trung úy Sexton đang ngồi xổm cạnh đó. Jeff, gom hết đạn dược có thể kiếm rồi xuống cao điểm. Cậu phải giúp họ cố thủ. Trung úy Sexton gật đầu quả quyết, rồi truyền lệnh cho trung đội phó.
Sau đó trung đội nhanh chóng mất dạng xuống chỗ đường mòn. Ít phút sau trung đội Sexton tới được chỗ những người đang bị mắc kẹt. Những người lính sung sức tiến nhanh lên phía trước, phân phát đạn dược và bi đông nước. Ngay khi họ vừa chiếm lĩnh vị trí thì hỏa lực địch lại rộ lên. Những vết thương đau đớn khiến cho Specialist Patterson không thể di chuyển được như trước nữa. Thay vào đó, anh ném bông băng và đồ dùng y tế khác xa khỏi chỗ mình. Một số thương binh bò lại gần Patterson để anh có thể cứu chữa. Một lính dù đến bên Patterson trong trạng thái bị kích động. Anh ta bị bắn vào má trái. Viên đạn địch đã phá tan xương gò má, khiến cho tròng mắt anh này không còn chỗ bám và cứ đu đưa. Patterson cố làm mọi điều có thể cho người lính rồi bảo anh quay lên cao điểm. Kể từ lúc đó, những thương binh thoát khỏi vòng vây của chu vi phòng thủ bắt đầu leo dốc về chỗ của Minton. Lính trung đội hỏa lực cũng chạy xuống dốc để giúp đỡ họ. Binh Nestia đã thực hiện một số chuyến đi như thế. Có lần anh vác một thương binh lên vai và bắt đầu leo trở lên. Mới leo được gần nửa chặng đường, họ đã bị một tay bắn tỉa đối phương bắn. Người thương binh thét lên rồi oạt xuống. Stia đành vác cái xác về sở chỉ huy của Minton rồi lại phóng xuống dốc. Thượng sĩ Deep kéo trung sĩ Nicole và một người lính khác chạy xuống dốc. Mới xuống được chừng vài chục mét họ đã gặp một thương binh đang nằm gục bên đường mòn. Deep nói với Nicole, yểm trợ cho bọn tôi. Rồi anh cùng người lính kia đỡ thương binh lên. Trong lúc họ vất vả vật lộn, trượt ngã lên ngã xuống trong bùn thì Nicole, súng M16 kẹp hông đi giật lùi phía sau họ. Mắt thì láo lên tìm kiếm dấu hiệu của quân địch. Họ về sở chỉ huy của Minton an toàn. Trong chuyến kế tiếp, trung sĩ Nicole lại yểm trợ cho Deep cùng người lính khác khiêng một lính dù đã bất tỉnh về an toàn. Đột nhiên anh phát hiện có ba người châu Á có vũ trang đang mỉm cười với anh gần một chỗ rừng trống. Vì biết có biệt kích CIDG đang hoạt động trong khu vực, nên Nicole không bắn. Ê cu anh gọi Deep trong vùng này ta có quân bạn là mọi không nhỉ? Câu trả lời là không. Chó chết. Anh quay lại chỗ rừng trống. Những tên địch đã biến mất. Nicole lạnh toát cả sống lưng. Bên dưới tiếng súng vẫn nổ đều đều. Đại úy Leonard của đại đội Charlie cũng thức dậy lúc bình minh. Bên cạnh công việc dỡ lều trại, ăn uống, chuẩn bị hành quân, họ còn phải bọc hai cái xác chết vào poncho nữa. Rừng quá dày nên trực thăng tải thương không thể xuống được, thế nên họ phải khiêng xác theo cho đến khi gặp được một nơi thích hợp. Đến 7 giờ thì họ nghe thấy tiếng súng nổ. Cả Leonard cùng hai trung úy Bodin và Harrison đều nghe được. Tất cả đều chuyển điện đài PRC-25 sang tần số tiểu đoàn để theo dõi tình hình. Ít lâu sau, trung tá Patton gọi cho đại úy Leonard, Charlie Six, giữ nguyên vị trí hiện tại. Rồi sau đó Patton ra lệnh tiếp hãy chuẩn bị vận động tới hỗ trợ cho Alpha. Lúc đó tại trung tâm hành quân, thời tiết đã tốt nên Patton và những người khác đã có thể lên trực thăng. Trước khi đi Patton bảo thiếu tá Watson điều đại đội Charlie tới cứu Minton. Lúc đó là 9 giờ. Watson điện cho Leonard, Charlie Six, xuống chỗ Alpha ngay. Họ đang gặp nguy và cần trợ giúp. Đại úy Leonard chuẩn bị cho đại đội di chuyển. Căn cứ và trận đụng độ đêm trước và tình hình của Alpha, Leonard tin quân Bắc Việt đang hiện diện trong khu vực này với số lượng lớn. Anh tin rằng địch sẽ gài bẫy đại đội nào tới cứu viện. Anh không thể để đại đội của mình rơi vào cái bẫy đó mà bị tiêu diệt. Leonard chỉ đạo cho các trung đội trưởng phải tiến quân cẩn trọng. Các tiểu đội xích hầu sẽ càn quét phía trước đại đội từ 50 đến 60 mét. Theo chiến thuật lá chuồn là cách tiến quân khi lính đi trước sẽ tỏa rộng ra hai bên vào phía trước lục soát. Sau khi thấy an toàn sẽ quay về đội hình và cả đơn vị sẽ đi tiếp. Cứ 50 đến 100 mét lại lặp lại quy trình này. Chiến thuật này có hình dáng tựa như con chuồn trong bài Tây. Khi họ trở lại báo cáo khu vực đã an toàn, thì phần còn lại của đại đội mới tiến lên. Rồi việc phát quang lại tiếp tục. Bằng cách này đại đội sẽ xuống dốc theo kiểu sầu đo. Trung đội 3 của trung úy Peter Kessel đi đầu tiên, trung úy Harrison theo sau. Rồi tới trung đội hỏa lực và đại đội bộ của Leonard. Vì trung đội 2 của Bodin đã đi dẫn đầu ngày hôm qua nên giờ nó sẽ đi đoạn hậu. Trung úy Bodin không vừa ý về việc này. Anh nghĩ mình là trung đội trưởng nhiều kinh nghiệm nhất và thông thuộc địa hình hơn cả vì đã dẫn đầu đơn vị suốt cái ngày vất vả hôm qua. Lẽ ra anh phải đi đầu. Nhưng Leonard sẽ không mất thời giờ để làm việc hoán đổi vị trí các trung đội. Đại đội Charlie bắt đầu tiến xuống khoảng 9 giờ 30 phút. Nếu có địch trong khu vực thì chắc chắn họ đã có dư thời gian đặt mìn bẫy hay tổ chức mai phục. Vì thế Leonard không cho đại đội đi theo con đường đã sử dụng mấy hôm trước. Thay vào đó các tiểu đội đi đầu phải mở một con đường mới. Họ di chuyển từ từ, thận trọng dè chừng quân Bắc Việt, chậm nhưng mà an toàn.
Nhiều lần trong khi di chuyển như thế, người lính đi đầu báo về những sự động tĩnh mà anh ta nghe thấy ở hai bên sườn. Đích thân Leonard tiến lên trước để điều tra. Đôi lần anh gọi pháo bắn vào những chỗ khả nghi, còn thì đa số là bỏ ngoài tai mấy cái âm thanh linh tinh đó. Vì rừng quá rậm rạp, nên việc xoay tua những tiểu đội mở đường là cần thiết vì e rằng nỗi mỏi mệt sẽ làm lính tráng lơ là mất cảnh giác. Leonard không hề muốn lọt ổ phục kích chỉ vì một binh sĩ quá mệt mỏi. Khi quân của Kretso đã đuối sức, anh đẩy trung đội của Matt Harrison lên để họ tiếp nhận vị trí dẫn đầu. Sự chậm chạp của đại đội Charlie lại khiến thiếu tá Watson bực mình. Ông nghĩ đại úy Leonard di chuyển không đủ nhanh. Watson liền gọi điện đài. Charlie Six, các cậu phải đi nhanh hơn nữa, xuống cao điểm nhanh đi. Leonard tuân lệnh, nhưng tốc độ vẫn không tăng. Thực ra thì muốn đi nhanh cũng không được. Đơn giản là địa hình phức tạp rất khó đi chứ không chỉ là nguy cơ lo lính tráng kiệt sức hay sợ lọt ổ phục kích. Anh quyết định đi với tốc độ còn cẩn trọng hơn nữa. Watson tiếp tục hối thúc Leonard tăng tốc. Ông gọi, cho chết. Charlie Six, tôi muốn các cậu xuống dưới đó ngay. Khẩn trương. Leonard trả lời qua điện đài với Watson là anh đã đi nhanh hết mức có thể. Các trung đội của anh đang phải vật lộn với địa hình phức tạp, với hai xác chết chịu nặng và cả mối đe dọa rất thực về một cuộc phục kích nữa. Những điều đó đang ngăn anh tiến nhanh hơn. Trung tá Patton nghe được cuộc trao đổi. Ông ta nhảy vào tần số. Charlie Six, tôi muốn cậu xuống đó ngay lập tức. Đi mau. Đại úy Leonard vẫn tiếp tục tiến quân một cách thận trọng. Ở chỗ trận đánh, Specialist Patterson có thể nghe tiếng trực thăng của Patton bay trên đầu. Anh nghĩ, ít ra thì chúng mình vẫn chưa bị lãng quên. Có mấy lần anh thoáng nhìn thấy bóng dáng của chiếc trực thăng qua những ngọn cây cao. Thật không may là nếu như Patterson có thể nhìn thấy chiếc trực thăng thì quân Bắc Việt cũng nhìn thấy. Quân địch bắt đầu bắn chiếc Huey. Phi công hét lên ta bị trúng đạn rồi. Đành phải quay về Đắc Tô, chiếc trực thăng kéo theo một đám khói. Tại sân bay, trung tá Patton và thượng sĩ nhất Rogers nhào tới chiếc trực thăng khác trong khi đại úy Smith chạy về phía trung tâm hành quân tiểu đoàn. Vì đã nhìn thấy địa thế khu vực, anh có thể giúp phối hợp hỏa lực yểm trợ. Tình thế của đại đội Alpha trên cao điểm 1338 vẫn chưa được cải thiện. Việc trung đội của trung úy Sexton tới chiến trường cũng không ngăn việc bộ đội Bắc Việt tiếp tục các cuộc tiến công. Trong thực tế, Specialist Patterson nghĩ rằng đối thủ càng lúc càng đánh rát hơn. Lúc gần 10 giờ, trung úy Sexton gọi điện đài cho Minton. Six, chúng nó đang chuẩn bị đánh nữa. Tôi nghĩ ta vẫn có thể cầm cự được. Minton gọi lại để động viên. Anh ta cũng chẳng còn biết làm gì hơn nữa. Một đợt cuối bắn chuẩn bị cho cuộc tiến công mới của bộ đội Bắc Việt. Patterson đang nằm cạnh một trung đội phó, thì một quả đạn cối rơi xuống phía sau. Mảnh cối xé nát lưng người lính cứu thương, làm bắp đùi phải của anh thủng một lỗ lớn. Tiếng nổ thứ hai xé toạc mông bên trái của anh. Những vết thương làm chàng trai trẻ mê đi, thậm chí anh còn không biết là mới bị thương cho đến khi lấy tay sờ để tìm hiểu tại sao lưng mình lại ướt. Khi xòe tay xem anh ta thấy nó đầy máu. Cuộc tấn công của quân Bắc Việt được dự đoán từ trước đã tới sau đó. Patterson có thể nghe thấy các loại súng bắn ầm ầm, tiếng những người bị thương la hét. Anh không hề biết rằng vào lúc đó cả ba trung úy Hood, Wood và Sexton đều đã chết hoặc bị thương nặng. Minton tại sở chỉ huy cũng nghe thấy tiếng súng gia tăng cường độ. Trong lúc giao tranh đang ác liệt, thương binh vẫn tiếp tục đổ về chỉ huy sở. Minton lệnh cho trung sĩ Nicol cùng một người khác mang theo cưa máy leo lên trên cao điểm theo một lối nhỏ để đốn cây tạo bãi đáp cho trực thăng tải thương. Nicol cùng anh bạn vừa mới hạ được vài cái cây thì họ nhận ra đạn địch đang ghim vào những cái cây xung quanh. Nicol nghĩ tiếng cưa máy rõ mồn một có thể khiến lính bắn tỉa Bắc Việt bắn nữa, vậy là quá đủ. Anh và cậu lính kia ném cưa sang bên, chộp lấy súng M16 và chiếm lĩnh vị trí xạ kích chung quanh chỉ huy sở. Phía dưới cao điểm, Specialist Patterson kinh hãi nhìn một xạ thủ M60 thay cái nòng súng đã biến dạng, nóng đỏ của mình bằng tay trần. Người lính hoảng loạn đến mức không nhận ra da tay đang bị bỏng rộp. Patterson vẫn còn có thể băng bó cho những thương binh nào bỏ tới gần, nhưng rồi nhận ra xung quanh chỉ còn rất ít lính dù đang di chuyển. Lúc này anh nghe thấy lính tráng kêu gào, đạn, chúng tôi cần đạn. Anh lấy đạn từ những xác chết và ném chúng cho mọi người. Khi ấy trung tá Patton đã trở lại bầu trời. Ông vẫn gọi máy bay tới không kích và điều phối trực thăng vũ trang. Đột ngột, chiếc trực thăng bị trúng một loạt súng máy, khiến nó rung lắc mạnh. Một viên đạn bay qua giữa hai chân Patton, xuyên qua ghế bố rồi trúng vào thượng sĩ nhất Rogers, khiến ông này bị thương rồi mới bay ra cửa mở.
Phi công thông báo máy bay đang bị mất điều khiển thủy lực. Họ sẽ phải bay về. Patton đã chuẩn bị tinh thần trong trường hợp máy bay bị rơi. Không biết bằng cách nào mà viên chuẩn úy trẻ tuổi có thể đưa chiếc máy bay bị thương lết về Đắc Tô được. Tuy nhiên dù người phi công đã trổ hết tài năng, chiếc trực thăng vẫn rơi mạnh xuống phi đạo. Mọi người thoát ra ngoài, nhưng trung tá Patton bị trẹo quai hàm, thương tích này gây phiền hà cho ông mấy tháng. Rồi rốt cục tới tháng 12, ông cũng phải đi nằm viện. Sau khi rời khỏi chiếc trực thăng, Patton nén cơn đau chạy vội tới trung tâm hành quân. Lúc ông tới đó là vào khoảng 10 giờ 35 phút. Đại úy Minton báo cáo anh ta đã mất liên lạc với ba trung đội trưởng dưới quyền. Điên tiết vì tin trên, thiếu tá Watson và đại úy Smith quay sang quát mắng đại úy Leonard, bắt anh này mặc kệ những sự chuyển động hai bên sườn để tiến gấp đến chỗ đại đội Alpha. Lúc này thì tướng D cũng tới trung tâm hành quân lữ đoàn. Căn cứ vào báo cáo của Minton và những gì Patton quan sát được từ trên không, tướng D phán đoán đại đội Alpha không phải bị lọt vào ổ phục kích mà là tao ngộ với một đơn vị bộ đội Bắc Việt có quy mô chưa xác định. D tính toán rằng phần chủ yếu của đơn vị Bắc Việt sẽ tiếp tục vận động, trong khi số còn lại kìm chân đại đội Alpha tại nơi giao chiến. Ông nghiên cứu bản đồ, xác định tuyến đường đối phương có thể di chuyển rồi chấm tọa độ cho sĩ quan liên lạc pháo binh. Người này chuyển số liệu cho trung tâm hướng dẫn hỏa lực tiểu đoàn 3, trung đoàn 319 pháo binh. Lựu pháo 105 ly bắn như đổ đạn vào khu vực, hy vọng tiêu diệt được quân Bắc Việt đang thoát khỏi khu vực. Trung tá Patton báo cho tướng D về những phát hiện của mình. Khi D biết rằng hai trực thăng của Patton bị bắn, ông trao cho Patton chiếc trực thăng của mình cùng phi hành đoàn và bảo ông ta bay lên lại. Trước khi bay đi, Patton lệnh cho đại đội còn lại của mình là Bravo rời vị trí bảo vệ căn cứ đáp trực thăng tới bãi đáp phía Bắc, nơi ba trung đội của đại đội Alpha đang phải chiến đấu để giữ lấy mạng. Đại úy Roger Winluby nhanh chóng chuẩn bị cho đại đội Bravo của mình. Anh cũng đã biết tình hình qua sóng điện đài. Winluby là một người nhanh nhẹn, quyết đoán, với mái tóc vàng húi sát đầu, miệng luôn phì phèo xì gà đã sẵn sàng cùng lính lên đường. Họ mang theo trang bị nhẹ, chỉ gồm súng, đạn, nước uống và một ít đồ hộp. Khi Patton lệnh đi, chỉ mất vài phút là Winluby cùng đại đội Bravo đã ra tới bãi đỗ trực thăng. Trung úy David xem bảng tên trung đội gắn trên các trực thăng. Tốt nghiệp đại học bang Arizona, 24 tuổi, David đã có kinh nghiệm hồi còn là lính biệt kích trong một đơn vị dự bị ở quê nhà Wilmington, Bắc Carolina rồi sau mới tới Arizona. Một giảng viên khóa đào tạo sĩ quan dự bị ở đại học Arizona đã khuyến khích anh tham dự. David nghe theo và tới tháng 5 năm 1967 thì sang miền Nam Việt Nam. Trên chuyến bay đó, người ngồi cạnh anh chính là John Rush. Họ khá giống tính nhau, cả hai đều vui khi được về cùng tiểu đoàn. Họ đã lên kế hoạch để nghỉ xả hơi cùng nhau. Giờ thì trực thăng của anh đang bay về hướng Nam và David đang tự hỏi bạn của mình lúc này đang ra sao. Những chiếc trực thăng chở đầy lính đáp xuống bãi đáp, chỉ tiếp nhận được mỗi lần một chiếc, cách vị trí gần nhất của đại đội Alpha khoảng 1.200 mét. Trung đội của David xuống đầu tiên. Anh cho lính tiến vào những rặng rừng che ken đặc, cách vài mét là có thể nhìn thấy gì. Anh không tiến được xa vì đạn súng cá nhân bộ đội Bắc Việt đã khiến trung đội của anh phải nằm dạp xuống đất để nấp. Hỏa lực quân địch tới quá nhanh và dữ dội khiến họ không sao tiến lên được. Sau anh, một quả lựu đạn khói dùng để đánh dấu hướng gió trên bãi đáp đã khiến đám cỏ voi bắt lửa. Do vậy mà việc đổ số quân còn lại của đại đội phải hoãn lại. David bắt đầu phải gọi pháo bắn vào vùng trước mặt. Nỗ lực đi tiếp cứu của đại đội Bravo đã bị tạt một gáo nước lạnh. Trên khu chiến, Specialist Patterson đang yếu dần đi vì bị mất nhiều máu. Anh lờ mờ nhận thức được có một trung đội phó, có lẽ cũng đang bị thương, vẫn bỏ giữa những người còn sống. Gặp ai anh ta cũng nói, ta sắp hết đạn rồi, bọn mọi sẽ còn trở lại. Ai đi được thì hãy rút ra và quay về sở chỉ huy đại đội. Patterson đã bị sốc, vậy là những người bị thương, trong đó có cả mình, sẽ bị bỏ rơi. Không thể tin nổi, đây là lần đầu tiên Patterson cảm thấy mình sẽ phải chết. Anh sẽ không bao giờ còn nhìn thấy lại người vợ đang mang thai đứa con đầu lòng của mình nữa. Những thương binh còn di chuyển được gần anh đã bỏ vào rừng cây quanh đó. Patterson cũng quyết định đi cùng họ. Anh phải gặp mặt đứa con đầu lòng. Anh cố gắng bỏ vào rừng và nhập hội với. Người trung đội phó đã kêu mọi người rút ra. Khi vừa đến chỗ người này, có một loạt đạn bắn ngay giữa họ. Một viên đạn bắn trúng không phải Patterson. Người trung sĩ hứng gần hết những viên đạn còn lại. Anh ta đổ vật về phía trước. Cố lên, trung sĩ. Patterson gọi chúng mình đã ra đến tận đây, ta có thể thoát.
Anh trung sĩ thở hắt ra, tôi không thể đi thêm nữa đâu. Hết rồi. Vĩnh biệt. Dù Patterson năn nỉ, nhưng trung sĩ vẫn nằm đó. Patterson đành bò một mình. Xung quanh anh đạn kẻ xuống đất, bay vìu víu trên đầu. Anh nghe tiếng những lính dù khắc rào rào chạy xuyên qua tán lá để vượt thoát. Patterson điên cuồng dùng hai tay cố dướn mình lết đi. Khi rúc vào rừng, anh ngoái đầu qua vai nhìn lại đằng sau. Đây là lần đầu tiên trong ngày anh nhìn thấy lính Bắc Việt. Địch quân nhô ra từ khoảng rừng phía bên kia chu vi phòng thủ. Súng AK-47 kẹt ngang hông. Patterson cố hết sức lùi ngay vào bụi rậm. Chỉ một lúc sau, Patterson nhận ra rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Anh cứ nằm đó trong vô vọng. Rồi có một trung sĩ bò bằng tứ chi ngang qua chỗ anh. Patterson gọi anh ta tới giúp. Người trung sĩ quay đầu dừng lại và nhìn Patterson chằm chằm một lúc lâu. Rồi anh ta gọi hai lính dù gần đó đến giúp. Họ cố đỡ anh đứng dậy, nhưng chân phải cứ trực kéo anh đổ xuống. Đến khi ấy Patterson mới nhận ra mình đã bị gãy hông phải. Cuối cùng, một lính dù vác Patterson lên vai và bắt đầu leo lên cao điểm. Nằm trên lưng anh ta, Patterson còn nghe thấy tiếng những lính dù bị thương kêu thét xin tha mạng khi quân Bắc Việt đi tới. Toán lính nhỏ đã leo gần tới nơi thì đạn quân Bắc Việt đuổi kịp họ. Patterson bị bỏ xuống đất trong khi mấy người kia lao đi tìm chỗ nấp. Một người lính đi cùng Patterson quay lại, lấy súng M16 bắn xuống cao điểm. Anh này bị trúng một loạt AK-47 vào háng, mất một bên tinh hoàn. Trong khi người lính đau đớn quằn quại, bất ngờ có bốn lính từ sở chỉ huy xuất hiện bên trên họ. Patterson năn nỉ họ cứu, xin đừng để bọn tôi lại đây. Nếu dính đạn thêm nữa thì chết mất. Một lính dù là SP-4 William Reynolds trượt xuống chỗ Patterson trong khi những người khác cứu chữa anh lính kia. Reynolds nằm chắn giữa Patterson và quân Bắc Việt. Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây, anh nói. Rồi giật nảy người khi bị một viên đạn AK-47 bắn trúng hông. Kỳ diệu thay, viên đạn lại trúng vào quyển kinh thánh mà Reynolds mang trong túi áo. Lực tác động của viên đạn gây ra một vết bầm lớn và làm chân anh nhức nhối nhưng không chảy máu. Bên trên, ai đó có một sợi dây thừng. Một đầu dây được ném xuống cho Reynolds. Anh buộc nó dưới nách Patterson và họ kéo anh lên. Patterson không hề cảm thấy đau mà trái lại còn mừng khấp khởi vì đã thoát khỏi khu vực chết chóc. Có người khiêng anh đến sở chỉ huy của Minton và đặt anh xuống cạnh những thương binh khác. Trung sĩ Nicole và binh nhất Steer bận bịu lo giúp đỡ thương binh và những người bị tụt lại. Không ai biết chính xác số người thoát được ra khỏi khu chiến. Hầu hết các ước tính nằm đều trong khoảng từ 12 đến 15 người. Trong khi đó, đại úy Minton bảo trung sĩ Nicole kiếm vài người rồi tiến xuống cao điểm. Nicole nhìn quanh, còn anh và 15 lính dù khác vẫn chưa bị thương. Thương binh thì có khoảng 35 người. Hầu hết không đi lại được, nằm xung quanh chỉ huy sở và đang đau đớn kêu rên. Nicole nói với Minton, chẳng còn ai mà gửi đi nữa đâu. Minton gật đầu rồi từ từ đi lại chỗ điện đài viên RTO của mình. Lúc này đã 11 giờ 30 phút. 10 phút sau đó, đại úy Minton lệnh pháo kích lên phía tây bắc. Dưới sự yểm trợ đó, Minton cùng phần còn lại của đại đội lùi lên cao điểm khoảng 50 đến 75 mét nữa. Trên đó có gò đất nhỏ có thể dùng làm vị trí phòng thủ tốt hơn. Ngoài ra nó còn có khoảng trống, có thể dễ dàng mở rộng tạo thành bãi đáp vừa cho một chiếc trực thăng đáp xuống. Trong khi các thành viên trong trung đội hỏa lực bắt đầu làm việc, Minton gọi điện đài cho Patton để hỏi cái câu hỏi mà các thượng cấp của anh cũng đang rất quan tâm, đại đội Charlie ở đâu. Đại đội của Leonard vẫn đang thận trọng tiến xuống cao điểm. Dù cho cả trung tá Patton, thiếu tá Watson, lẫn đại úy Smith đều khẩn nài Leonard hãy bỏ qua những chuyển động ở hai bên sườn mà mau mau tới cứu Alpha. Anh này vẫn từ chối đẩy nhanh cái việc di chuyển liều lĩnh kia. Anh vẫn cho những toán mở đường tiếp tục công việc. Leonard tin rằng bộ đội Bắc Việt đang nằm phục đâu đó. Trong khi đại đội tiếp tục tiến xuống, trung úy Bodin đã lưu ý rằng trung đội dẫn đầu đã đi lạc khỏi đường sống núi mà họ đã leo lên mấy hôm trước. Six, Bodin gọi cho Leonard, ta đã lạc khỏi đường sống núi dẫn xuống chỗ Alpha. Anh có muốn tôi lên đi đầu từ chỗ này không? Leonard nói không. Anh có muốn đảo lộn thứ tự các trung đội? Anh xem bản đồ rồi nói với Bodin, ta sẽ đi ở đường sống núi bên cạnh, nó cũng sẽ dẫn ta xuống đó. Bodin rất bực. Anh cảm thấy mình di chuyển quá chậm, tiếng súng bên dưới giờ đã khó nghe hơn. Trong khi ấy, tất cả đại đội Bravo của đại úy Willoughby cũng đã đổ quân xuống hết. Họ bắt đầu tiến lên cao điểm. Cũng như lúc trước, súng cá nhân bộ đội Bắc Việt lại bắn ra ảo ảo trước khi họ kịp tìm chỗ nấp.
Lần này thì Win Luby đã phát hiện lính Bắc Việt đang vận động vòng qua bên trái, tức bên sườn phía đông. Anh liền gọi máy bay tới không kích. Từ 13 giờ 35 phút đến 14 giờ, những chiếc máy bay A-1E Skyraider đã thả những quả bom 500 cân anh và napalm xuống, tạo thành một vòng cung bảo vệ cho đại đội Bravo. Dù vậy họ vẫn không thể tiến lên được. Vào lúc bắt đầu các cuộc không kích cho Bravo, thì đại đội Charlie đã tới được bãi đáp lúc trước của đại đội Alpha. Khí độc CS mà trung đội của Sexton giải đã ảnh hưởng tai hại đến lính dù của Leonard. Họ đã đeo mặt nạ phòng độc, nhưng hầu hết đều phát hiện miếng lọc trong mặt nạ đã bị ướt do những cơn mưa lớn và bị mất tác dụng. Cả nửa đại đội nhanh chóng quỵ xuống, nôn khan, nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng. Rồi đến lượt biệt kích CIDG chủ trừ. Họ không muốn đi qua vùng bị nhiễm độc. Đại úy Leonard muốn bỏ họ lại nhưng không thể. Thay vì thế, anh cho một lính CIDG đu trên lưng rồi bằng cách đó cõng anh ta băng qua. Những lính dù khác cũng bắt trước. Chỉ trong chốc lát, tất cả lính CIDG đều đã qua khỏi vùng có khí độc. Do những lộn xộn đó mà trung đội của Bodin lên đi đầu. Được một số binh sĩ do Minton gửi lên hướng dẫn, Bodin là người đầu tiên tới được vị trí của đại đội Alpha. Bodin nghĩ đại úy Minton, người mà anh quen ở văn cứ Fort Bragg, đang hết sức căng thẳng. Có vẻ như anh ấy vẫn kiềm chế được, nhưng nhìn vào mắt anh thì thấy khác hẳn. Nó đầy vẻ hãi hùng. Bodin bắt đầu cho trung đội tới chiếm lĩnh các vị trí phòng thủ quanh những người còn lại trong cái đại đội 130 người của Minton. Việc kết hợp này diễn ra lúc 14 giờ 20 phút. Đại úy Leonard và phần còn lại của đại đội Charlie cũng tới vài phút sau đó. Leonard ngay lập tức cho lính cứu thương lên cứu chữa thương binh và lệnh những người khác lên mở rộng bãi đáp, trong khi anh nói chuyện với Minton. Khi biết được tình hình, anh quyết định cố tiến xuống phần đang bị cô lập của đại đội Alpha. Một tiểu đội thuộc trung đội của Bodin được chỉ định tiến xuống cao điểm. Bodin cảm thấy đó là việc của mình và muốn cùng đi với họ. Nhưng Leonard không tán thành. Tiểu đội bắt đầu tiến xuống. Chẳng mấy chốc họ đã mất dạng. Ít phút sau, người tiểu đội trưởng gọi điện đài về báo họ gặp một xác lính Mỹ. Leonard bảo họ cứ đi tiếp. Thêm nhiều xác chết nữa được phát hiện. Sau đó tiểu đội lánh một cơn mưa đạn súng cá nhân. Leonard ra lệnh cho họ tháo lui. Thời gian lúc này đã quá muộn để giao chiến với một kẻ địch không biết số lượng bao nhiêu. Ở trung tâm hành quân tiểu đoàn, các sĩ quan trong ban tham mưu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi rốt cục đại đội Charlie cũng đã đến nơi. Trung tá Patton lệnh cho máy bay trực thăng tải thương bay tới đưa thương binh của Minton ra. Trong số những người được bốc lên đầu tiên có Specialist Patterson. Sau khi sơ tán xong thương binh, Patton gọi trực thăng Chinook đến để bốc những người còn lại của đại đội Minton. Trung úy Harrison rất ngạc nhiên khi thấy Minton cũng đi theo. Trung úy Bodin cũng vậy. Đại úy Leonard thì nghĩ thật là kỳ cục khi mà Minton tự cho phép mình rời khỏi chiến trường trong khi hơn nửa đại đội còn đang mất tích. Nhưng Minton đã đi khỏi. Trong khi tiến hành công tác di tản, Leonard cùng các trung đội trưởng chuẩn bị tăng cường công tác phòng thủ. Anh nghĩ quân Bắc Việt sẽ tiến công họ đêm ấy. Tại Đắc Tô, trung sĩ Nikon thấy rất ngạc nhiên khi nhảy ra khỏi trực thăng. Thay vì tới giúp đỡ, mọi người ở căn cứ vẫn tiếp tục công việc của mình như chẳng có gì xảy ra cả. Trong khi Nikon đang đứng, một hạ sĩ quan đến bên và phân công anh đi gác đêm. Nikon không hề muốn như vậy. Anh chỉ muốn được ăn nóng rồi quay lại cao điểm 1338. Bạn bè của anh vẫn còn ở đó. Ngoài ấy mới là chỗ của anh. Nhưng không thể được nữa rồi. Binh nhất thì Steer từ chối co làm nhiệm vụ canh gác. Thay vì thế anh kiếm được một ít rượu và uống say mềm. Anh muốn quên hết mọi điều đã xảy ra. Chiều hôm đó, trên cao điểm 1338, đại úy Leonard phải đón khách tới thị sát. Trung tá Patton đã phái thiếu tá Watson và thượng sĩ nhất Rogers tới bãi đáp. Watson vẫn còn điên tiết vì chuyện Leonard đã tỏ ra lề mề khi xuống chỗ Alpha. Khi trực thăng của Watson đáp xuống, thì đó cũng là lần đầu tiên ông ta thực sự được đứng trong những khu rừng xung quanh Đắc Tô. Ông không thể tin được trước độ rậm rịt của cây cối cùng sự phức tạp của địa hình đang phô bày trước mắt và bắt đầu hiểu rõ hơn những gì Leonard đã phải đối mặt. Tuy nhiên vì muốn trả đũa nên ông vẫn sặc cho Leonard một trận. Ông bảo với Leonard là không có gì biện minh được cho sự di chuyển chậm trễ đó. Sau khi nghe thiếu tá Watson chửi xong, Leonard để ý thấy ông thượng sĩ nhất cũng đang sặc anh trung sĩ nhất của mình. Leonard không chấp nhận như thế. Mọi quyết định đều do một mình anh thực hiện. Và anh sẽ chịu trách nhiệm hết. Anh lệnh cho thượng sĩ nhất Rogers buông tha người trung sĩ nhất. Lát sau Watson và Rogers bỏ đi.
Sau khi hỏi han Minton cùng những người còn sống sót của đại đội và xem xét những thông tin liên quan đến trận đụng độ, cả hai đều nhận ra rằng mình đã quá khắc nghiệt khi chỉ trích đại úy Leonard. Không ai có thể đánh GIA đầy đủ những khó khăn mà Leonard đã phải vượt qua. Mọi dấu hiệu đều cho thấy trận đánh của đại đội Alpha về cơ bản đã kết thúc từ lúc 10 giờ 30 phút. Đằng nào thì đại đội Charlie cũng không thể nào tới kịp lúc đó. Và Leonard cũng sẽ chẳng thể làm gì để có thể thay đổi kết quả. Đại đội Charlie đã trải qua một đêm không ngủ trên cao điểm 1338. Họ có một vành đai pháo binh rót xuống bảo vệ suốt đêm. Đại đội Bravo đóng dưới họ vài km cũng có một đêm ồn ào như thế. Họ cũng được bảo vệ bằng bức tường lửa của đạn pháo. 7 giờ sáng ngày 23 tháng 6 năm 1967, đại úy Willoughby bắt đầu cho Bravo tiến về phía nam. Các bụi cây rậm rịt cứ như một mớ bòng bong, khiến tốc độ tiến quân mỗi giờ chỉ được vài mét. Việc di chuyển của Willoughby cũng bị cản trở thường xuyên bởi đạn từ những toán quân hậu vệ Bắc Việt bắn tới. Tuy bộ đội không hạ được người nào, nhưng chắc chắn đã khiến Bravo phải chậm lại. Đại úy Leonard chỉ định trung đội trưởng nhiều kinh nghiệm nhất của mình là trung úy Bodin đi dẫn đầu khi tiến quân xuống cao điểm để tìm kiếm những người còn sống sót trong trận đánh tuyệt vọng của đại đội Alpha. Đến 8 giờ thì Bodin đã sẵn sàng để di chuyển. Anh cho những lính giỏi nhất lên trước, rồi mới ra hiệu tiến xuống. Lính của Bodin thận trọng di chuyển, cẩn thận kiểm tra từng vị trí có thể có phục kích. Bodin không muốn bị bất ngờ. Anh đặc biệt chú tâm tới những bụi tre cao chót vót chắn ngang đường. Coi chừng chỗ mấy cây tre đó, anh nhiều lần nhắc nhở quân của mình. Bodin cũng rất e ngại đường xuống núi phía tay phải. Nếu ở trên đó, lính Bắc Việt có thể thấy trung đội anh tiến quân rõ mồn một. Không thấy gì xảy ra. Khi tới gần hơn chỗ đại đội Alpha chiến đấu, họ bắt gặp nhiều tàn tích của trận đánh. Mũ sắt, ba lô, bi đông, hộp tiếp đạn, súng M16 nằm rải rác khắp khu vực. Tim Bodin thắt lại. Cạnh đường mòn chỗ nào anh cũng thấy có một đến hai xác lính nằm rúng gió. Sau đó Bodin tới một nơi tương đối trống trải dài khoảng 20 mét giữa những cái cây to. Bodin nghĩ nơi này chính là chỗ lý tưởng để phục kích. Anh gọi điện đài cho Leonard. Six, tôi muốn trinh sát bằng hỏa lực. Leonard đồng ý. Bodin cho mấy tiểu đội dàn hàng ngang, mỗi người lính xả một băng đạn vào khu vực đó. Không trung rung chuyển bởi tiếng súng. Khi đã bắn hết các băng đạn, Bodin nghe có ai đó hét lên, ra ngoài, ra ngoài. Một lính dù bẩn thỉu nhô ra từ những cái cây bên kia chỉ khu đất trống. Thiết thực với các người lính đã bị thương từ hôm trước và đang trốn quân Bắc Việt. Và kỳ hạn trong khi lính cứu thương cứu chữa, Bodin hỏi anh ta những người còn lại của đại đội Alpha ở đâu. Bạn đã quan tâm theo xuống dưới đường mòn chút nữa, chàng trai trẻ run run trả lời. Bodin cho trung đội tiến tới. Mới được một quãng, anh phát hiện rất nhiều xác chết dưới các lùm cây. Bodin bỏ qua chỗ đó, di chuyển tới và thiết lập một tuyến phòng thủ. Rồi anh gọi điện đài bảo Leonard đến. Ít phút sau, đại úy Leonard dẫn phần còn lại của đại đội xuống. Có ai có thể cầm lòng trước cảnh tượng khủng khiếp này? Hàng chục xác lính Mỹ nằm chết đủ mọi tư thế kỳ quái. Hàng đàn ruồi nhặng bu đầy trên những cái xác trương phình và các vũng máu me. Mùi hôi thối từ những xác chết khiến nhiều lính dù của đại đội Charlie co chịu nổi. Họ loạng choạng bước ra sau mấy cái cây để nôn mửa. Cảnh tượng này khiến cho Harrison không biết xử trí thế nào. Anh chưa hề dự tính được tình huống này sau 3 hôm hành quân. Không thể chịu đựng nổi. Anh đã gắn bó với bọn họ kể từ hồi còn huấn luyện 5 năm trước. Harrison cố lờ đi cảnh tàn sát để có thể đi tìm hai người bạn cùng khóa là Rút và Hút. Anh đã tìm thấy bọn họ ít phút sau đó. Máy bay trực thăng chở tới những túi đựng xác. Lính đại đội Charlie bắt đầu làm cái việc kinh khủng là cho thi thể đồng đội vào những cái túi vải màu xanh lá cây. Có 3 thành viên của đại đội Alpha đã sống sót một cách kỳ diệu trong cuộc tàn sát. Một người là anh lính đã dùng tay trần thay nòng súng M60 mà Specialist Patterson đã chứng kiến. Một người khác bị bắn 3 phát vào sau lưng nhưng vẫn không chết. Trung úy Harrison tìm thấy một người đã bị lính Bắc Việt dùng dựa chặt đứt ngón tay mang nhẫn trong khi đang giả vờ chết. Sau khi quân Bắc Việt rút đi, anh này cố gắng gắn màu bị đứt vào tay bằng dải băng quấn quanh lựu đạn khói trong cơn mê sảng rồi nhét tay vào cái túi vải đựng bi đông. Đại đội Bravo cuối cùng cũng đã đến nơi lúc 15 giờ. Họ ngay lập tức tiến vào dọn dẹp khu vực. Trung úy David đã được nghe tin về anh bạn John rút được của mình ít phút sau đó. Thật có thể tin nổi, mới 2 tuần trước họ còn lên kế hoạch đi xả hơi cùng nhau. Vậy mà sao Wood lại có thể chết cơ chứ? Tại Đắc Tô, đại úy Minton cũng đang phải làm công việc đau xót là xác định danh tính các xác chết.
Với sự giúp sức của thượng sĩ Deep và trung sĩ Nicole, những người quen biết lính trung đội 2, Minton phải mất tới 2 ngày mới nhận diện được hết quân của mình do thẻ bài bị xáo trộn. Con số tổn thất của đại đội Alpha thật ghê gớm. Trong tổng số 137 lính vào ngày 22 tháng 6 năm 1967 của Alpha, có 76 người chết và 23 bị thương. Trong số tử trận, có 43 trường hợp là do bị bắn vào đầu từ khoảng cách gần. Đại đội Bravo và Charlie cũng dành ra mấy ngày để tìm kiếm bằng chứng về tổn thất của bộ đội Bắc Việt. Trung đội của Trung úy David, đại đội Bravo không tìm thấy xác lính Bắc Việt nào cả. Ở một trung đội khác của đại đội Bravo, binh nhất Vazoli, 19 tuổi, người để ở Field Beach, Florida đã tham gia vào việc khai quật một số ngôi mộ chôn những cái xác còn mới của lính Bắc Việt. Quân của Trung úy Bodin tìm được khoảng 10 xác bộ đội. Trung đội của Harrison tìm thêm được vài cái nữa. Kết quả là không nhiều lắm so với thảm họa của đại đội Alpha. Tướng Westmoreland, theo lệ thường của mình cứ sau mỗi trận đánh ác liệt, đã bay tới nói chuyện với những người sống sót. Tại Đắc Tô, ngày 23 tháng 6 năm 1967, ông đứng trên mui một chiếc xe Jeep trước khoảng 20 thành viên còn lại của đại đội Alpha. Ông ra dấu cho các binh sĩ vây quanh mình. Trung sĩ Nicole nhìn quanh quất rồi nhận xét với một người bạn: bọn ta chẳng còn lại mấy mống nhỉ. Westmoreland bắt đầu bài phát biểu bằng những lời ca ngợi những người lính dũng cảm, sau đó nói: các anh đã gặp phải một đơn vị quân Bắc Việt hung hãn và đã quất và đít chúng nó. Trung sĩ Nicole biết trách nhiệm của Westmoreland là phải nâng cao sĩ khí, nhưng nói kiểu đó thì thật là lố bịch. Đại đội Alpha mới là bị quất đít, chứ không phải quân Bắc Việt. Nicole cúi xuống nói nhỏ với anh bạn: cha này nổ thiệt nhỉ. Westmoreland tiếp tục thao thao cổ vũ thêm ít phút nữa rồi mới đi hội đàm với các tướng Lawson, Pierre và D. Dựa trên những chứng cứ thu thập được trên xác lính Bắc Việt, tình báo xác định rằng đại đội Alpha đã tao ngộ với một tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 24 Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trung đoàn này được cho là tác nhân gây nên các cuộc đụng độ quanh Đắc Tô từ mấy tuần qua. Ắt hẳn là lúc đó họ đang đi ngang qua cao điểm 1338 để về Campuchia dưỡng quân. Điều đó giải thích lý do vì sao họ không ở lại chiến đấu sau khi đã nghiền nát đại đội Alpha. MACV không cho công bố trận đánh từ thứ năm cho đến tận thứ hai tuần sau. Điều thật khó tin là khi MACV giải thích sự chậm trễ của là do không muốn quân địch biết được cuộc đụng độ đã kết thúc. Trong thực tế, lữ đoàn 173 đã thổi phồng thông tin về số lượng xác quân địch. Thước đo cho những chiến tích của quân Mỹ ở miền Nam Việt Nam chính là số lượng xác chết của đối phương. Vào năm 1967, việc này đã bị lạm dụng vì các cấp chỉ huy quân sự có thói quen nâng số thương vong địch để tăng uy tín đơn vị mình. Trong trường hợp của trận đánh trên sườn dốc, như lính dù gọi, thì việc tính toán số lượng thương vong của địch đã làm những người còn sống bị sốc. Trong thông cáo báo chí thì MACV nói đại đội Alpha đã tiêu diệt hơn 475 lính Bắc Việt. Báo cáo trận liệt của lữ đoàn 173 thì nêu số quân Bắc Việt bị giết là 513. Bản báo cáo công bố có 106 bộ đội chết qua đếm xác. Số 407 còn lại là do hỏa lực pháo binh mà tướng D đã gọi đến bắn xuống những tuyến đường địch có thể dùng để vận động, dù không tìm thấy cái xác nào trong vùng đó. Các binh sĩ trên cao điểm 1338 đã bị sốc khi nghe những con số đó, căn cứ vào những thi thể họ trục lên từ những ngôi mộ lấp vội. Ước tính lạc quan nhất là số quân Bắc Việt bị giết dao động từ 50 đến 75. Ngay cả tướng Lawson cũng ngạc nhiên về kết quả đếm xác cao như thế. Ông gọi cho đại tướng Westmoreland ở Sài Gòn yêu cầu khoan hãy công bố những số liệu đó. Westmoreland đã bảo Lawson rằng quá muộn, đã gửi đi hết cả rồi. Mấy ngày sau đại đội Alpha được tái xây dựng lại. Nó nhận hơn 100 người mới trong chưa đầy một tuần, rồi sau đó lại phải quay ra chiến trường. Khi hành quân, các lính cựu trở nên rất thận trọng vì toàn đại đội giờ hầu hết đều là sĩ quan và lính mới. Trung sĩ Nicole cùng nhiều người khác đã tới thỉnh cầu đại úy Minton lập ra một tiểu đội xích hầu đặc biệt, trong đó có họ. Họ không muốn trao mạng sống vào tay đám lính mới, Minton đã đồng ý. Vậy là tiểu đội chuyên để đi đầu đã trở thành hiện thực. Ngày 9 tháng 7 năm 1963, đại đội Alpha, tiểu đoàn 2, trung đoàn 503 đang chuẩn bị đóng quân nghỉ đêm. Họ đang ở trên đỉnh một quả cao điểm lớn nhìn xuống thung lũng sông Đắc Rông, cách Đắc Tô khoảng 16 km về phía tây nam. Vào lúc đại úy Minton gọi pháo binh bắn tới để lập bức tường phòng thủ bao quanh, thì sai sót đã xảy ra. Một trái đạn 105 ly hụt tầm rơi xuống những ngọn cây trên đầu đại đội Alpha, mảnh đạn chụp xuống các binh sĩ làm 3 người chết, 6 bị thương. Một trong những người bị thương chính là đại úy Minton. Anh bị mảnh pháo xuyên thủng bụng gây ra những thương tích nghiêm trọng,
nên rốt cuộc quân đội đã buộc phải cho giải ngũ. Qua đây ta có thể thấy một ví dụ về độ chính xác, tin cậy của những con số thống kê do đếm xác của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Tiếc là tài liệu của quân ta về trận đánh này hầu như có thấy kiểu như chiến lệ, hay biên bản tổng kết, báo cáo. Đêm đó tại Đắc Tô, Đại úy Ken Smith đang ngồi cạnh đường băng để đợi máy bay bay về Biên Hòa. Vì đã có một thiếu tá tới tiểu đoàn 2 đảm nhận vị trí sĩ quan hành quân, Smith sẽ được đưa về hậu phương đảm nhiệm chức trưởng phòng hành chính của lữ đoàn bộ. Bỗng có một chiếc xe Jeep phanh gấp ngay trước mặt Smith. Người lính lái xe mời Smith quay về sở chỉ huy tiểu đoàn ngay. Trung tá Patton báo cho anh biết việc bất hạnh xảy đến cho Minton. Sau đó Smith được lệnh lên máy bay trực thăng tới tiếp nhận quyền chỉ huy đại đội Alpha. Anh tuân lệnh. Lục quân không thể để cho việc một đại đội bị tổn thất nặng như đại đội Alpha, tiểu đoàn 2/503 xảy ra mà không có người chịu trách nhiệm. Búa rìu đã không rơi xuống đầu các vị lữ đoàn trưởng hay tiểu đoàn trưởng, là những người đã đưa các đại đội của mình vào vùng nguy hiểm. Trong thực tế việc này rất là tế nhị nên đại tá Adamson đã đề nghị tướng kia làm nhẹ trách nhiệm của tướng Dedi. Búa rìu cũng không chĩa vào đại úy Minton, người đã lùa quân vào miệng cọp. Thay vì thế, các thượng cấp lại dồn hết trách nhiệm lên đầu đại đội Charlie và chỉ huy của nó là đại úy John Leonard. Patton cho rằng vào ngày 22 tháng 6, Leonard đã thiếu quyết đoán và cố tình tiến quân chậm trễ. Kết quả là ông ta bắt Leonard sẽ phải chịu trách nhiệm về tấn thảm kịch. Patton quyết định Leonard sẽ phải ra đi. Cuối tháng 7, đại úy Leonard bị thuyên chuyển sang tiểu đoàn 4/503. Trung úy Harrison rất giận dữ khi thấy Leonard bị tước mất đại đội. Anh thấy việc này không hề hợp lý và thiếu công bằng. Đi xa hơn, anh đã lên giải bày nỗi băn khoăn trực tiếp với trung tá Patton, một hành động chưa từng xảy ra đối với một trung úy. Cố gắng của anh có kết quả. Cùng với Harrison, nhiều người khác cũng tỏ thái độ ngạc nhiên trước việc Leonard bị thay đi. Thượng sĩ nhất Rogers cũng rất hoài nghi trước việc thuyên truyền Leonard. Ngay cả thiếu tá Watson cũng nghĩ Leonard đã bị đối xử không công bằng. Cả hai người đều đã nhận thức được những khó khăn mà Leonard phải đối mặt hôm 22 tháng 6 sau khi tới thị sát khu vực. Trung tá Patton thì chưa bao giờ đến cao điểm 1338 nên không thể nhận biết địa hình ở đó khó khăn đến mức nào. Sau khi Leonard ra đi, là tới bước thanh trừng các sĩ quan nào của đại đội Charlie đã từng tham dự sự kiện ngày 22 tháng 6. Trung úy Harrison bị chuyển qua đại đội Alpha, Trung úy Bodin sang đại đội Bravo, Trung úy Cresso về tiểu đoàn làm việc. Lúc đại úy Leonard đến sở chỉ huy tiểu đoàn 4/503, anh gặp trung tá James Johnson, người tiểu đoàn trưởng mới. Johnson đã hỏi Leonard về lý do chuyển sang tiểu đoàn mình. Leonard giải trình về tình cảnh. Trung tá Johnson đã tiến hành điều tra kín đáo sự kiện ngày 22 tháng 6. Rồi ông cũng bị thuyết phục rằng Leonard chính là vật tế thần. Ông giữ Leonard lại tiểu đoàn, đảm nhận vị trí sĩ quan tình báo S2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.